Chào các bạn đến với chương trình Dưỡng Linh Cơ Đốc hàng ngày để thêm lên cho chúng ta đức tin, tình yêu thương, mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời hơn. Để chiến thắng các tội lỗi, các cám dỗ cả tinh thần và xác thịt của chúng ta mỗi ngày. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Có rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh về lòng biết ơn. Một số câu Kinh Thánh cũng dạy rằng lòng biết ơn phải là một phần trong đời sống của một cơ đốc nhân trưởng thành. Chúng ta cần biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều tốt lành mà chúng ta có trong đời này và hãy biết ơn Ngài về điều đó. Câu chuyện trong thời Môi-se, bài ca ở biển sách Xuất Ai Cập ký chương 15 câu 1 đến câu 19. Sau khi Môi-se và dân Israel trốn khỏi Ai Cập, họ bị quân Ai Cập đuổi theo. Họ bị truy đuổi đến biển đỏ và không còn đường thoát thân, vì trước mặt là biển và sau lưng là kẻ thù. Và Đức Chúa Trời đã rẽ biển cách lạ lùng để mở một con đường cho con dân Israel đi qua trên đất khô. Quân đội Ai Cập đều theo họ xuống biển. Khi dân Israel đã an toàn qua bờ bên kia rồi, Đức Chúa Trời làm cho mực nước biển trở lại như cũ và nhấn chìm cả đội quân Pharaoh. Xuất Ai Cập ký chương 15 là một chương dành riêng để ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự giải cứu nhiệm màu của Ngài đối cùng dân Israel. Môi-se và dân Israel đã nhớ và dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự bảo vệ của Ngài. Câu chuyện thứ hai, lời cảm tạ của Daniel trong sách Daniel chương 2 câu 23. Vua Nebuchadnezzar đã mơ một giấc chiêm bao và bối rối không biết ý nghĩa của nó là gì. Vua yêu cầu các nhà thông thái trong vương quốc cắt nghĩa giấc chiêm bao. Thay vì thuật lại cho họ giấc chiêm bao, vua yêu cầu họ không chỉ giải nghĩa được giấc chiêm bao mà còn phải tự tìm ra giấc chiêm bao đó là gì. Các đầy tớ của vua không cách nào biết được nội dung của giấc chiêm bao đó và cũng không giải nghĩa được. Trong cơn tức giận, vua đã ra lệnh giết họ. Daniel hay tin ông và các nhà thông thái khác sẽ bị giết mặc dù ông còn chưa biết về mong muốn được giải mộng của vua. Daniel đã xin vua Nebuchadnezzar cho họ thêm chút thời gian. Ông Shadrach, Meshach và Abednego đã cầu nguyện và xin Chúa bày tỏ cho mình giấc chiêm bao đó cùng lời giải nghĩa. Trước khi Daniel trở lại để giải mộng cho vua, ông đã dâng tạ ơn Chúa vì đã bày tỏ cho họ giấc chiêm bao. Câu chuyện thứ ba, người phong hủi biết ơn trong sách Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua một làng kia, nơi có 10 người phung. Vì biết mình ô uế nên họ đứng xa đám đông, nhưng vẫn kêu lên với Chúa Giêsu xin Ngài thương xót họ. Rõ ràng họ biết Ngài là ai và biết Ngài có quyền năng để chữa lành cho họ. Chúa Giêsu phán với họ hãy đi trình diện thầy tế lễ, là người có thể tuyên bố họ đã được sạch. Đang khi đi đến gặp thầy tế lễ thì họ được sạch khỏi bệnh phung. Trong 10 người đó, chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa Giêsu. Anh đến phù phục dưới chân Chúa Giêsu mà tỏ lòng biết ơn Ngài. Chúa Giêsu hỏi rằng không phải 10 người đều được sạch cả sao và sao chỉ có một người trở lại tạ ơn Ngài. Dù nhiều người được động chạm bởi Chúa Giêsu, nhưng lại có ít người dành cho Ngài sự ngợi khen và vinh quang mà Ngài xứng đáng được nhận. Tiếp theo hai thư tín của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca và hội thánh Cô-lô-se. Ý muốn của Đức Chúa Trời, lòng biết ơn. Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Giê-xu Christ. Phao-lô nói với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng Đức Chúa Trời muốn họ cảm tạ Ngài. Chúng ta muốn con cái mình thể hiện lòng biết ơn với chúng ta và người khác. Đức Chúa Trời cũng muốn điều tương tự nơi chúng ta. Cơ đốc nhân trưởng thành có thái độ biết ơn. Sách Cô-lô-se chương 3 câu 15, hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em,
là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Ẩn trong sự so sánh giữa đời sống chúng ta trước khi được cứu và sau khi được cứu là mạng lệnh phải tỏ lòng biết ơn này. Biết ơn là dấu hiệu của một đời sống được biến đổi. Đó là biểu hiện của một cơ đốc nhân trưởng thành. Ngay cả trong những điều đơn giản chúng ta cũng hãy biết ơn. Đừng chỉ ngợi khen Chúa vì những việc lớn lao trong đời sống mình. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi ơn lành tốt đẹp trong đời sống chúng ta. Dù lớn hay nhỏ, sách Gia Cơ chương 1 câu 17. Còn bạn thì sao? Có bài học nào về lòng biết ơn mà bạn muốn chia sẻ không? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Chúa yêu bạn tất nhiều. Thì giờ này chúng ta đến với trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, con đã được nghe các bài học trong Kinh Thánh hôm nay đã động chạm con về lòng sự biết ơn. Chúa ơi, xin tha thứ cho con, từ trước đến giờ con sống trong đời sống chưa tin kính Chúa hết lòng. Sống một đời sống nhiều cái con quên hay vô ơn, sống chưa được đẹp lòng Chúa. Con nguyện xin Chúa tha thứ và xóa sạch mọi sự gian ác đó ra khỏi tấm lòng và tâm trí của con ngay giờ này, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, sự ân điển và sự thương xót của Ngài vẫn ban dư dật trên đời sống của con và gia đình con. Con nguyện xin Chúa Thánh Linh đầy dẫy trên con, dẫn dắt con bước đi với Chúa mỗi ngày làm theo ý muốn của Ngài. Con nguyện sự vui mừng, sự bình an thật của Ngài luôn hiện diện trên đời sống của con, để con bày tỏ danh Ngài qua chính trên đời sống của con. Ngàn lời con muốn nói dâng lên vinh hiển cho Chúa, và chúng con hiệp chung dâng lên trả lời cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.